Xin chào các bạn, ở cuối tập trước, nhóm người Thạch Hạo đã chạm trán Trích Tiền. Dù mạnh hơn về số lượng, nhưng mà Trích Tiền vẫn chiếm được lợi thế nhờ vào sân nhà, ép cho đám người Thạch Hạo phải rút lui. Hắn ta đứng yên tại chỗ thổi sáo, tiếng sáo ngưng tụ ra hàng ngàn vạn cánh hoa. Cánh hoa bay ra ngoài phá hủy mọi thứ xung quanh. Xem ra Trích Tiền đã động sát tâm rồi. Nhóm người Thạch Hạo nhanh chóng bị bao vây, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa khí tức tiền đạo sắc bén vô cùng. Tuyệt đối đừng để nó dính vào người. Mọi người đồng loạt xuất chiêu ngăn cản. Trên thân Trích Tiền có tiên khí lượn lờ, trung đồng của Thạch Nghị hoàn toàn không thể nhìn thấu thực hư được. Tần Hạo không may bị một cánh hoa đánh trúng. Chỉ một cánh hoa đã khiến người có thực lực mạnh như Tần Hạo suýt mất mạng. Cũng may là có Thạch Hạo trợ giúp phong bế kinh mạch, sau đó đưa vào trong lò luyện đan để hồi phục tĩnh dưỡng. Cậu liền tiếng hô hào, trận giới đã ở ngay trước mặt rồi, chỉ cần đánh cược lần cuối. Cậu ném ra trường kích đánh chặn và phá mở một lối đi, sau đó bốn người đồng loạt bay ra ngoài. Trích Tiền không muốn điều này, hắn điều khiển cánh hoa truy đuổi, bao vây bốn người lại một chỗ. Giữa lúc nguy hiểm, Thạch Hạo lại phải đứng ra bảo vệ mọi người. Cậu sẽ dùng sức mạnh ngăn cản công kích, những người khác tranh thủ thời gian để rút lui. Đúng theo kế hoạch mà làm, Thạch Hạo đánh ra một luồng kinh lực ngăn cản rồi mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay về kết giới. Sau một lúc chật vật thì mọi người cũng bay được ra bên ngoài, thoát ly hoàn toàn khỏi phạm vi thế lực của Trích Tiền. Trích Tiền cũng không ngờ lần này mình lại thất thủ. Mỗi lần trước đó đều có thể thu hoạch được thần huyết phù văn của hơn 10 vạn người. Lòng nữ uy hiếp sẽ lan truyền âm mưu ra ngoài. Trích Tiền hoàn toàn không lo lắng, bây giờ đã là fan tranh đoạt thứ 3.000, cũng là lần tranh đoạt cuối cùng của tiền cổ rồi. Cái bẫy này không còn ý nghĩa nữa, hắn để lại lời hẹn gặp mặt rồi rời đi. Nhóm người Thạch Hạo lúc này vẫn chưa biết được lai lịch của Trích Tiền. Nhưng với tâm cơ thì mọi người đều phải ghê sợ. Tiên khí chính là bước tiếp theo cần phải tu luyện thành công nếu như muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn. Thạch Hạo nghe xong cũng muốn tu luyện đột phá đến cảnh giới đó. Cảnh quận bách hôm nay trải qua một lần là đủ rồi, cậu không muốn gặp phải lần thứ hai nữa. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ. Bọn họ cũng muốn tách ra để tự mình tìm cơ duyên. Thạch Hạo được tên bán hàng dòng tiết lộ tin tức rằng bên trong thanh linh giới có rất nhiều linh thảo nên quyết định đi tới đó tìm cơ duyên. Rất nhiều người cũng đi tới thanh linh giới, trong số đó có cường giả của Minh Thổ, hắn ta là đệ nhị minh tướng của Minh Thổ, được mô tả cực kỳ khủng khiếp. Điều đặc biệt là Thanh Y cũng ở đây, vài tên thanh niên của tiên điện tìm tới gặp nàng để hỏi thăm về tung tích của Hoàng. Nhìn thấy Thạch Hạo cũng có mặt ở đây, Thanh Y lập tức đi ra ngoài. Cố tình đánh rơi cây châm cải tóc rồi nhờ và Thạch Hạo giúp đỡ nhặt lên. Thạch Hạo hiểu ý hành động cố ý xuất hiện nhưng vờ như không biết của Thanh Y là đang nhắc nhở mình đừng bại lộ thân phận. Cậu tìm ngồi gần đó để nghe ngóng. Thanh Y cũng phối hợp giúp cậu moi tin tức từ trên miệng tên thanh niên của tiền điện. Được biết người đang phát lệnh truy nã Hoang chính là Đế Sùng. Dù trước đó từng bại dưới tay Hoang thì bây giờ tình thế đã khác. Đế Sùng sắp tu ra tiên khí, thực lực mạnh lên rất nhiều. Một khi phát hiện ra tung tích cổ Hoang thì sẽ xuất quan đích thân đến trấn áp. Người có năng lực cung cấp manh mối đều có thưởng. Thạch Hạo nghe đến đây cũng bắt đầu giở trò. Cậu đi tới tiết lộ cho bọn chúng rằng mình biết tung tích cổ Hoang. Điều kiện là 100 cây thánh dược, 7 cây bán thần dược. Cung phu sư tử ngoạm này cũng quá to gan rồi. Đám người tiên điện cực kỳ tức giận nhưng cũng không làm gì được. Nếu để chậm trễ việc của Đế Sung thì bọn chúng sẽ phải chịu tội. Bọn chúng giả vờ đồng ý. Đến khi lấy được tin tức thì lại tìm cơ hội tiêu diệt cậu giành lại thánh dược. Đệ nhị minh tướng chủ động bước đến đưa ra điều kiện. Nếu tin tức là thật thì Minh Thố bọn hắn sẽ dâng lên một nửa thù lao giúp tiền điện. Điều này có nghĩa rằng hắn ta đang muốn kết minh với tiền điện. Sau khi đã lấy được thánh dược, Thạch Hạo lại tiếp tục giời trò, yêu cầu Đế Sung tự mình đến nghe tin tức. Bọn chúng không thể làm gì được Thạch Hạo nên đành phải cử người quay về bẩm báo. Điều này đúng với ý định của cậu. Cậu yêu cầu Đà Thần Thạch âm thầm bám theo để tìm ra chỗ Đế Sung đang ẩn thân. Đế Sung sau khi biết tin tức lại không chịu đến mà để cho thuộc hạ đưa Thạch Hạo đến tận nơi gặp mặt. Lúc này Thạch Hạo cũng đã biết được vị trí tên kia đang ẩn nấp nên cũng không cần tiếp tục giời trò nữa. Cậu trực tiếp lật mặt khiêu khích sẽ dùng thịt của bọn chúng làm thức ăn. Tên thanh niên của tiền điện tức giận lao lên tấn công liên tục. Thạch Hạo dễ dàng ngăn cản toàn bộ công kích. Sau đó tiện tay phóng ra một luồng kinh lực hạ sát hắn ta. Hành động tàn sát người của tiền điện giữa ban ngày ban mặt,
sẽ kéo theo những hậu quả như thế nào. Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem các tập tiếp theo nhé. Video này xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.